Hello, kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển coin One từ các sàn về cái ví MetaMask. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái sàn KuCoin. Quý vị có thể sử dụng các sàn nào mà nó có cái đồng One thì quý vị có thể rút về ví MetaMask đều có thể được. Trường hợp quý vị chưa có tài khoản sàn thì quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu tôi để bên dưới video để nhận được khuyến mại giảm giá khi quý vị giao dịch. Bây giờ tôi sẽ vào cái ví tài khoản chính của cái sàn KuCoin. Và đây là cái ví MetaMask tôi đã thêm cái mạng lưới Harmony Mainnet vào rồi. Rồi tôi sẽ tìm đến cái đồng One. Đây. One Harmony này. Tôi sẽ chọn vào rút tiền. Ở ô thứ nhất tôi để nguyên là One Harmony. Ô mạng lưới tôi sẽ chọn là One Harmony. Quan trọng nhất là ô địa chỉ ví thì quý vị sẽ thấy quý vị đã thêm cái mạng lưới Harmony Mainnet vào cái ví MetaMask rồi. Nhưng cái địa chỉ của nó vẫn bắt đầu bằng đầu số 0. Đó. Thì quý vị copy cái địa chỉ này mà quý vị paste nó vào đây thì không có cái sàn nào nó nhận. Không có cái sàn nào nó chấp nhận cho quý vị cả. Đó, nó sẽ báo lỗi ở cái địa chỉ ví này. Bởi vì cái mạng lưới Harmony nó bắt đầu bằng đầu là One. Đó. Rồi, thì quý vị cần phải vào một cái địa chỉ là explorer.pop.one. Và cái ô tìm kiếm này, tôi cũng lấy cái địa chỉ ví bên cái ví MetaMask đã thêm cái mạng lưới Harmony vào rồi. Tôi dán cái địa chỉ vào đây. Thì tự động nó sẽ hiển thị và cho quý vị một cái địa chỉ ví bắt đầu bằng đầu One bên mạng lưới Harmony. Đó. Thì hai cái địa chỉ này tuy khác nhau nhưng nó là một. Trường hợp quý vị chuyển coin token từ bất cứ cái sàn nào về ví thì quý vị phải sử dụng cái địa chỉ ví bắt đầu bằng đầu One. Đó. Và ở đây tôi chọn sang ETH thì nó sẽ lại chuyển sang cái địa chỉ ví của tôi bắt đầu bằng đầu số 0. Rồi, ví dụ như ở đây tôi đã paste cái địa chỉ ví vào cái ô tìm kiếm này rồi thì nó sẽ cho tôi một cái địa chỉ bắt đầu bằng đầu One. Đó, thì bây giờ tôi sẽ copy này. Rồi tôi dán nó vào đây. Dán vào cái ô địa chỉ để rút coin từ các sàn về. Đó. Ok, thì nó sẽ nhận luôn. Đó, quý vị để ý thấy. Rồi và cứ như vậy, quý vị chỉ cần nhập số lượng ghi chú. Thì bên các ví phi tập trung họ không cần ghi chú, không cần memo gì cả. Thì cái ô này quý vị để nguyên. Và quý vị cứ xác nhận rút như bình thường. Ok. Ở đây tôi cũng có cái ví One. Đó, ví One nó bắt đầu bằng được không. Trường hợp mà quý vị gửi coin hoặc token từ các sàn về cái ví Harmony One Wallet thì ở đây nó là cái đầu bắt đầu bằng đầu One rồi, thì quý vị không phải thao tác để chuyển địa chỉ. Ok. Rồi và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy
like, đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.